Thư viện Ươm mầm xin chào các em. Hôm nay chúng ta cùng làm đề ôn tập giữa học kỳ 2 môn tiếng Việt lớp 4 nhé. Các em có thể dừng màn hình để làm bài vào vở rồi quay lại xem tiếp video cô chữa bài. Các em cũng có thể nhờ ba mẹ in đề bài ở link trong bình luận dưới video này nhé. Bài ôn tập giữa học kỳ 2 môn tiếng Việt lớp 4 đề 1. Cô trò mình cùng vào phần đọc hiểu. Bài yêu cầu chúng ta đọc bài sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới. Bài đọc chúng ta cần đọc là câu chuyện về mùa đông và chiếc áo khoác. Mùa đông đã tới, những cơn gió rét buốt xiết ngoài cửa sổ. Ngoài đường, ai cũng bước vội vàng để tránh cái lạnh đang làm cứng đờ đôi bàn tay. Những khuôn mặt vui tươi, hớn hở biến đi đâu mất, thay vào đó là tái đi vì lạnh. Mùa rét năm nay, mẹ mua cho An một chiếc áo khoác mới, vì áo cũ của cậu đa phần đã bị rách do sự hiếu động của An. Khi nhận chiếc áo từ mẹ, An vùng vằng vì kiểu dáng và màu sắc của chiếc áo không đúng ý thích của cậu. Về phòng, cậu ném chiếc áo xuống đất cả ngày lầm lì không nói gì. Chiều tối hôm đó, bố rủ An ra phố. Mặc dù trời đang rất lạnh, nhưng An háo hức đi ngay. Sau khi mua đồ xong, bố chở An ra khu chợ, nơi các gian hàng bắt đầu thu dọn. Bố chỉ cho An thấy những cậu bé không có nhà cửa, không có người thân, trên người chỉ có một tấm áo mỏng manh, đang co ro, tím tái, trong khi mọi người đều về nhà quây quần bên bữa tối ngon lành. Bên ánh đèn ấm áp thì các cậu vẫn phải lang thang ở ngõ chợ, nhặt nhạnh những thứ người ta đã bỏ đi. Bất giác, An thấy cảm thấy hối hận vô cùng. An nhớ lại ánh mắt buồn của mẹ khi cậu ném chiếc áo khoác xuống đất. Bố chỉ nhẹ nhàng, con có hiểu không? Cuộc đời này còn nhiều người thiệt thòi lắm. Hãy biết trân trọng thứ mà mình đang có. Bài yêu cầu các em khoanh vào chữ cái trước câu trả lời của các câu 1, 2, 3, 7, 8 và trả lời các câu còn lại. Chúng ta cùng thực hiện câu hỏi số 1. Vì sao An không thích chiếc áo mới mà mẹ mua cho? Vậy, để trả lời được câu hỏi này, cô và các em cùng đọc thầm lại câu chuyện nhé. Trong đoạn 1 của câu chuyện, có câu: khi nhận chiếc áo từ mẹ, An vùng vằng vì kiểu dáng và màu sắc của chiếc áo không đúng ý thích của cậu. Như vậy, đây chính là lý do mà An không thích chiếc áo mẹ mua cho rồi. Vậy An không thích chiếc áo mẹ mua cho vì cậu không thích kiểu dáng và màu sắc của chiếc áo, có đúng không nào? Vậy đáp án chúng ta cần lựa chọn là đáp án nào? Có phải vì chiếc áo quá rộng không? Hay là vì là mẹ tự đi mua? Hay vì chiếc áo bị may lỗi ở phần cánh tay? Tất cả đều không phải, mà ý D, vì cậu không thích kiểu dáng và màu sắc của chiếc áo, đúng không nào? Vậy chúng ta khoanh vào ý D. Sang câu hỏi 2. An có thái độ và hành động như thế nào khi nhận chiếc áo mới? Vậy, thái độ và hành động của An có phải cậu ném chiếc áo xuống đất cả ngày lầm lì không nói? Cậu bảo mẹ mang trả lại chiếc áo cho cửa hàng. Cậu không nhận chiếc áo, cũng không nói gì với mẹ. Cậu không chịu mặc chiếc áo mẹ mới mua cho. Chúng ta cùng đọc thầm lại đoạn 1. Trong đoạn 1, câu cuối cùng của đoạn: về phòng, cậu ném chiếc áo xuống đất
cả ngay lâm lì không nói gì. À, đây chính là thái độ và hành động của An khi mà mẹ đưa cho An chiếc áo, đúng không nào? Vậy đáp án A là đáp án cậu ném chiếc áo xuống đất cả ngày không lầm lì không nói. Đây chính là một đáp án chính xác. Chúng ta cùng khoanh vào A. Sang câu hỏi 3. Vì sao bố muốn An cùng đi ra phố? Bố muốn An cùng đi ra phố, có phải bố muốn An hiểu được giá trị của đồng tiền và việc lao động? Hay bố muốn đưa An đi mua một chiếc áo khác đúng với sở thích của cậu? Hay bố muốn An chứng kiến cảnh nhiều bạn nhỏ còn không có áo để mặc? Hay bố muốn An quên đi chuyện chiếc áo để tập trung học tập? Cô và các em cùng đọc thầm lại đoạn văn nào. Ở đoạn 2, chúng ta thấy có câu: bố rủ An ra phố và chở An ra khu chợ. Và bố chỉ cho An thấy những cậu bé không có nhà cửa, không có người thân, trên người chỉ có một tấm áo mỏng manh, đang co ro, tím tái. Như vậy, đây chính là lý do mà bố muốn An đưa An ra chợ để An biết được, hiểu, biết được là gì đây ạ? Còn nhiều bạn nhỏ không có áo để mặc. Vậy đâu chính là đáp án đúng hả các bạn? À, đáp án C là đáp án chính xác, đúng không nào? Bố muốn An chứng kiến cảnh nhiều bạn nhỏ còn không có áo để mặc. Chúng ta cùng khoanh vào C. Câu hỏi 4. Bài yêu cầu chúng ta đúng ghi đờ, sai ghi sờ. Như vậy, ở trong câu hỏi này, các em phải ghi chữ đờ vào ý đúng và chữ sờ vào ý sai. Những ý nào sau đây nêu đúng lý do An cảm thấy hối hận với hành động của mình? Vậy, để biết được An cảm thấy hối hận với hành động của mình, thì cô và các em cùng đọc thầm lại đoạn văn nào. Trong đoạn 3, chúng ta thấy có câu An cảm thấy hối hận vô cùng. An nhớ lại ánh mắt buồn của mẹ khi cậu ném chiếc áo khoác xuống đất, đúng không ạ? Nhớ lại ánh mắt buồn của mẹ khi cậu ném chiếc áo khoác xuống đất. Như vậy là An hối hận vì đã làm cho mẹ buồn, có lỗi với mẹ, đúng không? Tiếp tục, bố chỉ nhẹ nhàng: con có hiểu không, cuộc đời này còn nhiều người thiệt thòi lắm, hãy biết trân trọng thứ mà mình đang có. Như vậy, qua câu nói của bố, An lại thấy là câu nói rất là cảm động. Và cũng qua câu nói của bố, An biết được là mình may mắn và hạnh phúc hơn rất là nhiều bạn. Vậy chúng ta cùng đi trả lời nhé. Vì An thấy mình hạnh phúc hơn nhiều bạn nhỏ khác. À, đây chính là một đáp án, đúng không? Chúng ta ghi đờ. B. Vì An cảm động trước câu nói của bố. Đúng rồi, câu nói của bố rất nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc và ý nghĩa. Đây cũng chính là một đáp án đúng. Vì An cảm thấy mình có lỗi với mẹ. Đây chắc chắn là một điều mà An thấy hối hận nhất rồi. Cũng là một đáp án đúng. Vì An sợ bố mẹ giận sẽ không mua áo mới cho mình. Đây không phải lý do mà An hối hận. Chúng ta điền sờ. Cô và các em cùng sang câu 5. Câu hỏi: câu chuyện có ý nghĩa gì? Vậy để biết được câu chuyện có ý nghĩa gì, cô và các em cùng phải ghi nhớ lại nội dung của từng đoạn trong bài đọc. Ở đoạn 1, cho chúng ta biết thái độ của An khi nhận chiếc áo của mẹ. Còn ở đoạn 2, cho chúng ta biết An đã nhận ra rằng còn rất là nhiều người bất hạnh hơn mình.
Và ở đoạn 3 là sự hối hận của An. Và trong câu nói của bố: "Con có hiểu không, cuộc đời này còn nhiều người thiệt thòi lắm, hãy biết trân trọng thứ mà mình đang có." Và câu cuối cùng của bài cũng chính là nội dung chính của bài đọc câu chuyện về mùa đông và chiếc áo khoác. Câu chuyện có ý nghĩa muốn nói với chúng ta là hãy trân trọng những gì mình đang có, vì xung quanh còn nhiều người thiệt thòi hơn mình. Cô và các em cùng ghi đáp án nhé. Chúng ta hãy trân trọng những gì mình đang có. Và đây chính là ý nghĩa của câu chuyện. Câu 6 yêu cầu các bạn: nếu là An thì em sẽ nói gì với bố mẹ? Vậy thì An đã thấy hối hận và vì hành động của mình. Thì nếu như ở câu này các con đóng vai mình là An thì sẽ nói điều gì với bố mẹ? Các em cũng có thể nói: con xin lỗi bố mẹ, con đã có thái độ không đúng khiến bố mẹ buồn. Các em cũng có thể nói: con đã nhận ra điều sai của mình, con xin lỗi bố mẹ. Hay cũng có thể nói: con xin lỗi bố mẹ, con đã biết, con đã hiểu được ra điều mình đang có là điều đáng trân trọng nhất. Từ lần sau con sẽ không thế nữa. Cũng có rất là nhiều cách nói khác nữa, đúng không nào? Vậy cô và các em cùng ghi đáp án nhé. Chúng ta có thể ghi: con xin lỗi bố mẹ. Đó là một cách có thể là em sẽ nói với bố mẹ nếu như đóng vai là An. Vậy cô trò mình cùng sang câu thứ 7 nhé. Câu 7 yêu cầu chúng ta: dòng nào tách đúng bộ phận chủ ngữ và bộ phận vị ngữ của câu. Vậy để biết được bài đã tách đúng bộ phận chủ ngữ và bộ phận vị ngữ chưa, thì chúng ta phải đọc cả câu và xác định câu đó thuộc kiểu câu kể nào, thì chúng ta sẽ xác định được bộ phận chủ ngữ và bộ phận vị ngữ. Bộ phận chủ ngữ của câu kể sẽ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Còn bộ phận vị ngữ sẽ trả lời cho câu hỏi là gì, làm gì và như thế nào. Vậy chúng ta cùng đọc câu xem là câu này có là câu gì nhé. Những cơn gió rét buốt rít liên hồi ở ngoài cửa sổ. Vậy chủ thể ở đây sẽ là gì ạ? Chủ thể ở câu này chính là những cơn gió rét buốt. Vậy thì chủ ngữ trong câu này sẽ là gì? Chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi: cái gì rít liên hồi ở ngoài cửa sổ? Đó chính là những cơn gió rét buốt. Thế những cơn gió rét buốt thế nào? Đó là rít liên hồi ở ngoài cửa sổ. Vậy đâu là ý đúng ở trong các câu này? À, như vậy chúng ta thấy đáp án B sẽ là đáp án chính xác, đúng không nào? Còn đáp án A chưa chính xác, vì sao? Vì nếu như chúng ta chủ ngữ là những cơn gió, thì những cơn gió ở đây là cơn gió như thế nào ạ? Cơn gió rét buốt, như vậy chưa đúng, đúng không nhỉ? Còn câu C, những cơn gió rét buốt rít. À, như vậy là tách cũng hoàn toàn sai rồi. Những cơn gió rét buốt rít liên hồi ở ngoài cửa sổ. Ở ngoài cửa sổ là trả lời cho câu hỏi chỉ nơi trốn. Vậy đây cũng không phải là một câu trả lời đúng. Chúng ta sang câu 8 nào. Dấu gạch ngang cho cung văn dưới đây có tác dụng gì? À, câu văn có như sau. Bố nói với An, hai chấm xuống dòng: hãy trân trọng những gì, những thứ mà mình đang có, con nhé. Vậy chúng ta cùng nhớ lại xem
dấu gạch ngang có những tác dụng gì? Nếu như dấu gạch ngang đánh dấu phần chú thích thì sẽ không đi với dấu hai chấm mà chỉ gì ạ? Cùng một dòng đúng không ạ? Không xuống dòng. Nếu như dấu gạch ngang đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê thì phải có từ hai dấu gạch đầu dòng trở lên. Và đánh dấu từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt thì không phải rồi. Nếu dùng với ý nghĩa đặc biệt thì chúng ta phải sử dụng dấu ngoặc kép. Như vậy, dấu gạch ngang kết hợp với dấu hai chấm chính là đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đoạn đối thoại. Vậy đáp án B là một đáp án hoàn toàn chính xác, đúng không nào? Cô và các em cùng vào bài kiểm tra viết. Bài kiểm tra viết của chúng ta gồm có hai phần, phần chính tả và phần tập làm văn. Bài chính tả hôm nay chúng ta cần viết là đoạn văn trong hiệu cắt tóc. Các em cùng lắng nghe cô đọc bài chính tả. Hiệu cắt tóc rất đông khách, mọi người đều phải chờ theo thứ tự. Cửa phòng lại mở, một người nữa tiến vào. Tất cả mọi người đều đứng dậy chào. Kính chào đồng chí Lenin. Lenin chào mọi người và hỏi: tôi phải xếp sau đồng chí nào nhỉ? Không ai muốn vị đứng đầu chính phủ lại mất thời gian chờ đợi lên tất cả cùng nói: xin mời đồng chí cứ cắt tóc trước ạ. Xong Lenin vui vẻ nói: cảm ơn các đồng chí, tôi cũng phải theo thứ tự chứ. Nói xong, ông kéo ghế ngồi và lấy tờ báo ra xem. Theo Hồ Lãng. Ở trong đoạn chính tả này của chúng ta, có một danh từ riêng, đó là Lenin. Vậy các em có biết Lenin là ai không? Lenin là lãnh tụ vĩ đại của nước Nga. Ông đã lãnh đạo cách mạng tháng 10 Nga thành công và là người sáng lập ra nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới đấy. Vậy đoạn chính tả này muốn nói với chúng ta điều gì? Đoạn chính tả đã ca ngợi Lenin, lãnh tụ cách mạng thế giới, đã nêu gương và ý thức về xây dựng nếp sống văn minh, đúng không nào? Mặc dù hiệu cắt tóc rất là đông khách, nhưng tất cả đều chờ đợi đến lượt của mình. Và ngay cả Lenin, vị lãnh tụ đứng đầu chính phủ cũng như thế. Đây là một nếp sống rất là văn minh, đúng không nào? Vậy chúng ta đã hiểu được nội dung của đoạn chính tả rồi. Các em hãy cùng quan sát xem trong đoạn chính tả này chúng ta cần chú ý điều gì khi viết nào? Trong đó có danh từ riêng là Lenin. Lenin là gồm có một bộ phận nhưng gồm có hai tiếng ghép lại với nhau. Và chúng ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên của bộ phận thứ nhất và giữa bộ phận thứ nhất với bộ phận thứ hai có gạch lối. Ngoài ra, trong bài cũng có rất là nhiều lời dẫn trực tiếp của nhân vật và trước đó là có dấu hai chấm đi kết hợp với dấu ngoặc kép thì chúng ta cũng phải viết hoa những cái lời dẫn đầu lời nói trực tiếp đó. Không những thế, còn có dấu chấm than nữa này. Đấy, chúng ta cũng cần phải chú ý để viết bài viết cho đẹp hơn. Và tên đề bài là trong hiệu cắt tóc có 4 chữ. Vậy chúng ta cân đối làm sao để cho bài chính tả được viết? Cô muốn giới thiệu với các em bài chính tả của một bạn học sinh đã viết. Các em quan sát bài chính tả của bạn ạ. Bạn viết tên bài đã cân đối chưa? Rất là cân đối đúng không nào? Bạn cách lề bao ô, bạn viết trong hiệu cắt tóc và cuối cùng là ở đoạn còn lại cũng là ba ô, rất là đẹp. Bạn căn chỉnh về đề bài cũng như là căn chỉnh tên tác giả. Rất là đẹp và nét chữ thì đều. Các bạn cùng học tập bạn nhé. Cô và các em sang phần tập làm văn nhé. Bài tập làm văn của chúng ta yêu cầu là
Hãy tả một loại cây mà em yêu thích. Vậy bài yêu cầu chúng ta làm gì? À, bài này yêu cầu chúng ta là tả. Nhưng tả về cái gì nhỉ? À, một loại cây. Loại cây đó như thế nào? Em yêu thích, đúng không ạ? Vậy đây chính là một đề văn rất là mở. Bài này, miễn là loại cây đó là em yêu thích, đó là cây hoa cũng được, là cây bóng mát cũng được, và cây ăn quả cũng được, đúng không nào? Vậy chúng ta muốn viết được một bài văn tả về loại cây mà em yêu thích được hay, thì các em cần chú ý là lập được dàn ý bài văn tả cây cối được chi tiết, cụ thể, thì bài văn của chúng ta sẽ viết được hay, đúng không nào? Cô giới thiệu với các em về một dàn ý bài văn tả cây cối. Về dàn ý, cấu tạo bài văn miêu tả cây cối bao gồm có 3 phần. Phần mở bài, phần thân bài và phần kết bài. Phần mở bài, chúng ta có 2 cách để mở bài, đó là mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp. Khi mở bài, các em cần giới thiệu được cây em định tả. Tên cây là gì? Cây trồng ở đâu? Và do ai trồng? Mối liên hệ của cây và em, lý do em chọn miêu tả cây này chứ không phải là cây khác. Như vậy là cây mình miêu tả phải có một ý nghĩa đặc biệt đối với mình, có đúng không nào? Sang phần thân bài, chúng ta đi tả bao quát của cây. Đầu tiên các bạn phải tả đặc điểm nổi bật của cây. Nếu như cây hoa thì đặc điểm nổi bật của cây là gì? Cây bóng mát, cây ăn quả cũng có đặc điểm nổi bật của từng loại cây. Cây nhìn từ xa trông như thế nào? Về chiều cao, độ lớn của cây, độ tuổi của cây. Sau khi tả bao quát xong, các em đi vào tả chi tiết từng bộ phận. Chúng ta tả theo thứ tự rễ đến thân đến cành, lá, nụ, hoa và quả. Khi tả rễ thì chúng ta về tả về hình dáng của rễ. Nếu như cây bóng mát là cây lâu năm thì đương nhiên rễ của nó rất là to lớn và lồi ngoan ngoèo trên mặt đất, đúng không nhỉ? Còn cây ăn quả cũng gần giống như là cây bóng mát, nhưng cây hoa thì thường là sẽ nhỏ hơn rất là nhiều. Về thân thì màu vỏ, độ nhẵn, kích thước. Tả đến cành và nhánh, rồi sau đó tả đến lá. Lá thì có hình dáng, màu sắc, vân lá và sự chuyển động của lá trong gió, trong vòm cây, trong tán lá. Rồi chúng ta tả đến hoa, hình dáng của hoa như thế nào, cách xếp cánh, màu sắc hương thơm, hoa nở từng chùm hay từng bông. Và chúng ta tả đến quả, thì hình dáng, màu sắc, hương thơm và mùi vị của quả như thế nào. Khi chúng ta miêu tả xong các chi tiết từng bộ phận của cây rồi, thì chúng ta có thể tả đến lợi ích của cây, hoạt động của em cùng cây và hoạt động chăm sóc và kỷ niệm của em đối với cây. Các em cũng có thể không tả theo chi tiết từng bộ phận mà chúng ta lại tả theo từng thời kỳ phát triển của cây. Và cuối cùng là đến phần kết bài. Phần kết bài đối với bài văn tả cây cối gồm có 2 phần, 2 cách, đó là kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng. Khi viết kết bài, các em phải khẳng định được tình cảm của em đối với cây, thân thiết như một người bạn, niềm tự hào và biết ơn, và lời hứa, lời nhắn gửi dành cho cây. Đó là cách chăm sóc của cây, sẽ giúp cho cây luôn luôn tươi tốt, xanh, tỏa bóng mát, hay cho nhiều quả, hay cho nhiều hoa để tạo ra hương thơm cho đời. Đấy chính là một dàn ý tả cây cối. Vậy cô và các em cùng đi xem một bài minh họa
cho bài văn này nhé. Đây chính là một bài minh họa cho bài văn miêu tả cây bó cây mà em yêu thích. Và bạn học sinh này đã miêu tả về một cây hoa, đó là cây em yêu thích. Bạn làm như sau. Mở bài. Tết sắp đến, mọi thứ đều nhộn nhịp hơn. Đào, mai, quất đua nhau khoe sắc rực rỡ cả mùa xuân. Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng tràn đầy sức sống. Nhưng em vẫn yêu nhất, vẫn là cây đào trong vườn nhà ngoại. Bạn mở bài một cách rất là tự nhiên và hay, có đúng không nào? Tuy nhiên, ở câu cuối của phần mở bài, bạn có sử dụng hai từ vẫn. Nhưng em vẫn yêu nhất vẫn là. Vậy thì cô có thể sửa thành: nhưng em vẫn yêu nhất là cây đào trong vườn nhà ngoại. Chúng ta có thể gạch đi, bỏ đi từ vẫn sau này. Sang đến phần thân bài, bạn bắt đầu miêu tả cây được ông trồng từ mấy năm trước. Cây cao lớn và có vẻ đẹp thật kiêu sa. Thân cây được ông uốn theo hình con rồng bay lên đón chào năm mới. Bạn giới thiệu về bao quát của cây, đúng không ạ? Xung quanh thân là những cành đào đầy hoa, cành to bằng cán dao, cành nhỏ như chiếc đũa. Tất cả loại hài hòa, đẹp mắt. Những chiếc còn sót lại trên cây, thon dài như những ngón tay xanh đậm sắc. Xung quanh có đường viền răng cưa, thật đẹp mắt. Ở chỗ này, bạn đang viết sai lỗi chính tả từ xung quanh, đúng không ạ? Chúng ta sẽ sửa lại. Bạn miêu tả tiếp, cây đào ngày Tết đẹp hơn hẳn bởi bên cạnh hoa và lá còn có những lộc non mơn mởn đầu cành, những búp xanh nõn là như những con chuồn chuồn xanh biếc với cặp cánh mỏng tang. Đầu cành đón gió, bạn miêu tả những cái sự vật xung quanh cùng với lại cành đào. Nụ hoa chúm chím xinh xinh, nụ hoa nhỏ tưởng như gió có thể thổi bay, e thẹn chỉ hé hé sắc hồng. Bạn miêu tả về cái nụ hoa rất là đẹp, đúng không ạ? Theo làn mưa xuân, đào dần dần khoe sắc thắm, những bông hoa đỏ rực rỡ, gặp hơi xuân nở bung ra. Cành nào cũng chi chít hoa đào, mỗi bông hoa thường có rất nhiều lớp cánh xếp chồng lên nhau. Đấy, chỗ này bạn bắt đầu đi miêu tả là cái cánh hoa được xếp như thế nào đấy ạ. Quây quần, đoàn tụ, bạn sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa ở đây, đúng không ạ? Rất là hay. Những cánh hoa mong manh, mịn màng, bé như một màu giấy hồng. Ở giữa cánh, những cánh hoa là nhị hoa vàng óng, mời ong bướm đến dạo. Nhị hoa như những sợi chỉ vàng sẽ chuyển sang màu vàng sậm khi hoa sắp tàn. Vào ngày Tết, đào được đem trồng trong chậu cảnh bằng sứ thật đẹp và được tô điểm thêm bằng những chuỗi đèn nhấp nháy đủ màu sắc. Bạn miêu tả rất là cụ thể và rất là tự nhiên, đúng không?
Trên cành cây, em treo những bao lì xì màu đỏ, in những hình vẽ vui nhộn cho căn phòng. Đặt chậu đào trở lên tươi vui, sang trọng. Như vậy là bạn đã miêu tả cái cách mà bạn trang trí cành đào, cây đào và phòng có đặt chậu hoa đào, đúng không ạ? Và cuối cùng, bạn kết bài. Đào là loại cây mang lại nguồn vui cho mọi người. Vừa là một thú vui tao nhã, vừa mang lại thu nhập cho những người trồng đào. Mỗi khi những bông hoa đỏ tươi khoe sắc, em cảm giác như mùa xuân đã đến thật gần. Một năm mới bắt đầu, mùa xuân có hoa đào, đó là những dấu hiệu quen thuộc khiến em nhận ra mình đã thêm một tuổi. Dù sau này lớn lên, em sẽ không thể quên được hình ảnh cây hoa đào trong ngày xuân quê hương. Như vậy, ở đây bạn nói là cái câu trên rất là hay rồi, nhưng câu dưới bạn là nói là dù sau này lớn lên, tôi sẽ không thể quên được hình ảnh cây hoa đào trong ngày xuân quê hương. Thì bạn dùng từ là dù sau này. Bạn thấy các em thấy đã có hợp lý chưa ạ? Dù sau này lớn lên, em sẽ không thể quên được hình ảnh. Chúng ta có thể thay từ dù này từ gì ạ? Thành từ rồi sau này, đúng không ạ? Rồi sau này lớn lên, em sẽ không thể quên được hình ảnh cây hoa đào trong ngày xuân quê hương được ông trồng của những thời thơ ấu, đúng không ạ? Đấy, hoặc là khi ông còn sống trong những trồng trong ngày thơ ấu, nhưng thôi chúng ta sẽ sửa thành là gì đấy ạ? Được ông trồng trong ngày thơ ấu. Chứ nếu như chúng ta mà để lơ lửng như thế này thì cảm giác như là cái kết bài này nó không được hay lắm, vì cây đào đó là một cái nét đặc trưng của xuân Việt Nam của chúng ta. Cho nên là cứ đến xuân, Tết đến xuân về thì ngoài Bắc của chúng ta lại có cây đào. Cho nên nếu như mà bạn viết như thế này thì vô hình chung là đào sẽ sau này không còn nữa. Như vậy là các bạn sẽ sửa thành như thế thì bài văn sẽ hay hơn và hoàn chỉnh hơn, đúng không nào? Và cô tin chắc rằng các em đã lựa chọn được loại cây mà em yêu thích để miêu tả được hay hơn bài của bạn rồi đấy. Cô chúc các em ôn tập tốt. Các em đừng quên nhấp nút đăng ký thư viện Ươm Mầm để nhận được nhiều chia sẻ hữu ích nhé. Cô chào các em, hẹn gặp lại các em.